chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 28 tháng 10 năm 2023, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ổn định. Theo ghi nhận, tôm thẻ kiểm kháng sinh size 20 con giá 168.000 đồng, size 25 con 147.000 đồng, size 30 con 137.000 đồng, size 40 con giá 116.000 đồng 1 kg, size 50 con lớn 108.000 đồng, size 50 con nhỏ 106.000 đồng, size 60 con 102.000 đồng, size 70 con 100.000 đồng, size 80 con 98.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con xem màu đang thu mua với giá 92.000 đồng 1 kg. Theo khảo sát, giá tôm sú oxy cũng có xu hướng tăng nhẹ. Tôm sú oxy size 15 con lớn giá 250.000 đồng 1 kg, size 15 con nhỏ 230.000 đồng, size 20 con lớn giá 210.000 đồng, size 20 con nhỏ 200.000 đồng, size 30 con lớn 140.000 đồng, size 30 con nhỏ 130.000 đồng, size 40 con lớn 105.000 đồng. Tôm sú oxy size 40 con nhỏ đang thu mua với giá 95.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con tham khảo giá thu mua tôm từ các thương lái và khu vực khác trong hôm nay. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.